Mới đây, thông qua website chính thức, tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ cho biết các thông tin đang được lan truyền là sai sự thật. Theo bài đăng trên trang web, các thông tin sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ Hoa hậu Hoàn Vũ cùng các giám đốc điều hành và thành viên. Tổ chức này cho biết sẽ có các hành động pháp lý để chống lại các cáo buộc. Ngoài ra, tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ cũng khẳng định đã nêu gương về việc trao quyền cho phụ nữ và đoàn kết toàn cầu trong hơn 73 năm. Điều này không thay đổi qua năm tháng, mang đến cho phụ nữ từ các nền văn hóa khác nhau một nền tảng để đạt được sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Những thông tin sai sự thật nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn và các giá trị mà tổ chức được biết đến và coi trọng. Sau đêm chung kết vào tối ngày 16 tháng 11, hàng loạt thông tin tiêu cực bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Mới đây nhất, thông qua livestream trên mạng xã hội, người đẹp Nigina Farid-Dinova, đại diện Uzbekistan cho rằng, trong quá trình diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã đối xử không công bằng giữa các thí sinh. Trong đó có những thí sinh được ưu ái và chụp hình nhiều hơn, xuất hiện trễ hơn, được phục vụ tận phòng. Bên cạnh đó, một số cáo buộc cho rằng các thành viên trong ban tổ chức có hành vi không đứng đắn, uy hiếp người khác, tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ không minh bạch chuyện tiền bạc. Ngoài ra, việc chọn người chiến thắng của các châu lục cũng gây tranh cãi vì tiêu chí không rõ ràng, khiến khán giả tranh luận.